trước tình trạng môi trường nước biển đang dần bị ô nhiễm từ các mô hình nuôi trồng thủy sản ngoài tự nhiên. Chương trình hợp tác quốc tế về chuyển giao công nghệ tiên tiến trong chế biến nuôi trồng thủy sản diễn ra vào sáng ngày 18 tháng 6 tại thành phố Nha Trang chính là câu trả lời cho những giải pháp an toàn nhằm ngăn chặn ô nhiễm nguồn nước biển. Chủ đề chuyển giao công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là chú ý đến mô hình nuôi lồng bè trên biển. Đây là mô hình nuôi trồng khá phổ biến tại rất nhiều tỉnh thành Việt Nam như Khánh Hòa, Bình Định, Phan Thiết, Quảng Bình, Vịnh Hạ Long. Đây là lần thứ hai chúng tôi tổ chức cái hội thảo quốc tế về nuôi trồng thủy sản, công nghệ nuôi biển tiên tiến kết hợp giữa Đại học Nha Trang với Đại học Hải Dương Đài Loan. Thì đây là cái hội nghị mà rất có ý nghĩa, có thể cung cấp cho các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, kể cả những người nông dân, những cái công nghệ nuôi biển tiên tiến nhất giữa Việt Nam và Đài Loan cũng như là trên thế giới, để từ đó mà chúng ta có thể áp dụng được những cái kiến thức cũng như là những cái công nghệ để hạn chế vấn đề môi trường, vấn đề ô nhiễm môi trường. Việc nuôi trồng trên bè của người dân ven biển trong những năm gần đây diễn ra khá phức tạp và đang tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước biển xung quanh các khu vực này. Nguyên nhân chính dẫn đến sự báo động đó là thiếu hiểu biết trong kỹ thuật nuôi và nguồn thức ăn tận dụng từ các sinh vật chết đổ ra các lồng bè. Thì về tương lai cũng như là về lâu dài thì các nhà khoa học cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu để đa dạng hóa các đối tượng nuôi, sản xuất ra giống các loài cá biển để chúng ta chủ động trong con giống và không đánh bắt, không khai thác các loài giống tự nhiên, vì nó có thể làm suy thoái môi trường, ảnh hưởng đến nguồn lợi về lâu dài. Việc hợp tác tiếp nhận các kỹ thuật công nghệ tiên tiến đã được áp dụng thành công trong việc nghiên cứu nuôi trồng thủy sản của các nước trên thế giới như Đài Loan, Thái Lan sẽ giúp ngành nuôi trồng thủy sản của Việt Nam đạt hiệu quả cao trong việc nuôi trồng và đảm bảo an toàn với môi trường biển.